dàn sao Việt có mặt rất đông đủ dự đám cưới của Buka và siêu thứ kiệt ở Đồng Tháp. Tối ngày 15 tháng 11, dàn sao Việt đã xuất hiện tại quê nhà của Buka ở Đồng Tháp để chúc phúc cho đồng nghiệp. Các khách mời sẽ được chiêu đãi một buổi tiệc thân mật, chứng kiến cô dâu thực hiện nghi thức xuất giá trước thềm lễ cưới chính thức phởm sao. Trên trang cá nhân, các nghệ sĩ đồng loạt đăng ảnh check-in khiến hội ăn cưới online rần rần. Đáng nói thay vì lên đồ chỉnh chu như khi dự hai đám cưới trước, thì Lê Chung Bảo Lâm ăn diện như bản sao HKT. Nam diễn viên đã đến Đồng Tháp từ sớm để mua quần áo, vòng vàng pha ke với mục đích không quậy đời không nể tại hôn lễ của Buka. Thế nhưng nam diễn viên chưa phải độc nhất. Lê Nhân chị Kano gây sốc khi mặc luôn trang phục pyjama đi ăn cưới. Dàn sao nữ Nam Thư, Lâm Vị Dạ, Nguyên Thảo chọn diện áo bà ba đúng với yêu cầu cô dâu chú rể. Các nghệ sĩ sẽ dự có một đêm không say không về để chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng son. Ngày mai 16 tháng 11, Buka siêu thứ kiệt sẽ thực hiện nghi thức đón dâu. BB Trần thông báo sẽ xuất hiện trong dàn bay tráp nhà gái, Ngọc Phước trong đoàn nhà gái. Cô dâu chú rể sẽ có màn đón dâu độc đáo bằng đường thủy. Vì đây là buổi tiệc tối thân mật nên cô dâu chú rể diện trang phục không quá cầu kỳ. Trong đó chú rể xin xuất hiện diện sơ mi trắng, quần tây, đeo cà vạt lịch thiệp. Bên cạnh anh là cô dâu Buka diện áo dài trắng nền nã dịu dàng, cùng với đó là kiểu tóc dài được kéo thẳng xinh xắn. Trên tay Buka còn xách chiếc túi được đan bằng lá dừa vô cùng độc đáo. Giữa khung cảnh tiệc cưới miền Tây, cả hai không giấu được niềm hạnh phúc qua nụ cười rạng rỡ khi đứng cạnh nhau. Được gọi là cô dâu nhiều đám cưới nhất Việt Nam, nhưng ở mỗi buổi tiệc, Buka đều mang đến một layout khác nhau về điều xinh đẹp. Với visual cực phẳng của Buka siêu thứ kiệt, dù người hâm mộ có phải đi đám cưới online thêm nhiều lần nữa cũng rất vui lòng. Trên trang cá nhân, BB Trần cũng vừa khoe bộ trang phục mà mình đầu tư chuẩn bị đám cưới Buka. Trong ảnh, nam diễn viên diện chiếc váy trắng, nhiều tầng bồng bềnh vô cùng lộng lẫy, vốn được biết đến là nam nghệ sĩ có khả năng diện trang phục nữ đỉnh nhất. BB Trần khiến ai cũng phải xích so vì thần thái và sắc vóc quyến rũ của mình. Tuy nhiên, BB Trần chia sẻ rằng anh phải ngậm ngùi cất chiếc váy xinh đẹp vào tủ sau khi nhận được tin nhắn của cô dâu. BB Trần viết, đây là bộ trang phục mà đã chuẩn bị dự đám cưới. Vậy mà chỉ một tin nhắn đành cất em nó đi, tàn ác thật sự. Nói ra trước đó cô dâu Buka đã nhắn tin nhờ vả BB Trần và nữ diễn viên Ngọc Phước hỗ trợ mình bưng quả trong đám cưới Đồng Tháp. Theo lời Buka, BB Trần sẽ bưng quả cùng dàn nam, còn Ngọc Phước sẽ bê quả dàn nữ. Nhận được sự tin tưởng cô dâu, BB Trần cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngậm ngùi cất chiếc váy xinh đẹp vào tủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.